Chúc anh nào, chúc anh quý anh nào. Có à, đây à, cái này là cây tọ hả? Ừ, có đấy, tượng trưng để cúng bà hả bà? Có tọ thì hết nó ra bông rồi, các con đem trưng cho bạn đó. Ừ. Trưng ngay cửa nhà đó. Ừ. Ờ, trưng ngay cửa nhà đó, con hiểu không? Ờ, dắt đây bông súng nó héo rồi không? Ờ, bông súng vô không héo phải không? Ăn nào, ở đây đồng ruộng nó không biết được ra sao, không biết nữa. Này vườn không bà, đâu có cái đồng ruộng không bà. Thì đi ra ruộng này có ruộng. Y gan như bà bỏ mà con dắt bà đi đó. Ừ. Đây mình ra đồng ra cái vườn cũng được ha. Vườn với ruộng là mình ruộng mình đá đi, mình nói chuyện rồi. Bây giờ mình tới vườn đi. Tới vườn phải không? Ra vườn. Vườn tôi cái vườn nào của bà đó nên bà nói trên tỉnh này là trên tỉnh đất nước là vườn nào cũng của bà hết. Đó, buồn vườn ngoan quá nào, bị đèo đẹp hết trơn rồi không có nước nữa kìa. Sao mấy cái vườn mít này có giá không bà? Bà nên mít tịt còn là nó ghép rồi đó. Ghép hả? Ừ, nó ghép có ghép cây không á. Rồi nó trồng cho có vườn chơi với trái nhỏ nhỏ lắng trắng nữa. Nó cắn đó mà. Có giá mấy bà mít đó. Có giá gì đâu, bà thấy giờ nó nhớt đốc mít hết trơn rồi nó bà chặt nó đem đâu bà không biết nữa. Đem chiếc khẩu. Không biết. Đem đi nước ngoài. Ô bà không ưa. Bà không nghe nói tiếng nước ngoài là bà không ưa. Có gà con không nước mẹ gì ngoài gì đâu. Ở nước ngoài tao không ủng hộ tiền cho bà đó. Ấy trời, ủng hộ cho bà. Ô tiền của bà, tiền của nó mắc cỡ. Ngồi nào vẫn ăn chặn ăn thường tiền của bà không. Nó có con bạc nào làm gì để in ra tiền nó tiền của bà không. Mắc cỡ. Tiền của bà không, bà cho nó không á. Bà cho nó xin bà cho nó và cái nó cho người tới bà. Ừ, bà không ưa. Đó, hai bà đẹp thấy không? Bà nói ha, xuống mấy cây chỉ khô trên ô lục bình bà thương á. À, lục bình của bà ngày trước đó, chỗ bông gỗ thấy không? Buổi sáng ra bông lục bình tốt lắm nào. Hồi nãy đâu có bông đẹp lắm cho con tới. Ở đâu? Hồi sáng bà đi hành chập rồi. Dạ, không biết bà đâu. Ờ, con biết ăn buổi sáng bông tốt lắm mà. Ô, vườn mít hả? Ờ, buổi sáng bông tốt dữ lắm, con hiểu không? Này nó héo hết trơn hả bà? Ờ, dắt này bông héo rồi. À, vườn ổi nè. Ô, trời ơi, chồng bây giờ bà đi hà nhảm không ăn gì. Bà nói ăn rồi bây giờ ăn được chứ. Gà trái cứ ngắt là ăn được gì hết rồi. À, bà ơi, theo bà đi như gì bà quan sát, bà khảo sát những cái đồng ruộng như thế này nè. Rồi chừng nào là mà mới hoàn thành sứ mệnh của bà? Hoàn thành cái gì, nó không chịu nhận bà làm sao hoàn thành được. Dạ không lẽ bà ở đây suốt đời luôn sao? Vậy chứ giờ bà ở đâu, giờ bà xuống đất của bà, rồi bà xuống đây bay đâu được không? Vậy sau này cái xác này già rồi làm già sao? Già bà về tiến lại. Vậy thì cái xác này năm bỏ mấy xác năm nữa bà về trên đình của bà, giờ đình đó, bà có triều đình chứ bộ à. À, ngày trước bà triều tiên của bà trên đó chứ đâu nữa. Ôi. Như bà xuống đây và bà mượn cái xác rồi, cái xác này sau này bà làm. Cái gì xác của bà đây có gì đâu mượn, cái gì nó mượn bà chửi nó. Nguyên vô một bậc. Anh đi nói hoài đó. Ai cho đâu? Rồi mày nói hoài hoài gì rồi đâu có ai hiểu được đâu. Rồi khi người ta không hiểu bà, rồi bà xuống đây mà lấy bà duy trì gì hoài. À giờ bà nói với con về hỏi nâng câu coi quần chúng nhân dân có hiểu bà chưa bà nói đó. Ồ. Nó dám trả lời không hiểu không có hiểu đâu tại nó không tới à. Nó không tới nó chết nó gắng chịu. Chứ theo cái biết á là lúc nào người ta cũng lại bà hết trơn á. Thì lại ở nhà lại, đó. Tại vì trong nhà nó có hình bà nó không lại cho được. Thì lại chơi người bà nói không lại đâu sao được. Bà nói vậy nè. Ô vậy chắc cái nhà nó ở là nhà của bà đó. Ừ, bà không có hình của chồng đâu. Thì nó lại bà vậy là đúng rồi bà. Ờ thì như bà nói sai đâu rồi cho nó bìm bà đi. Nó gửi con gửi cháu nó cho bà. Thì bà đất nước lại cho ai nữa. Mày nghĩ nó sống gì hoài được à. Cô chừng nó chết vừa hay nữa. Bà nói với con là gì đồng ruộng đây nè, ra tới đồng ruộng rồi nè, chỗ mát chút bà ngồi không? Đó, cái trái đó, trái gì? Trái thúi địch, trái trắng đen đen đỏ đỏ đây nè. Đó. Cái nào không? Đó. Cái này nè. Cái kia kìa. Cái mà nó nhồi bột, nó làm bánh ra, các con ăn đó. Bà chỉ vậy đó coi đúng không biết rồi. Vô nào, che là bà không hiểu không? Cái hình ba quan âm nào cũng có che hết chừng. Che là đũa đó. Đũa che. Ừ, có ăn cơm, có chạm thánh thì bà đó. Khi nào tượng trưng cho ông thánh giống không bà? Thánh giống là ông vua chứ ai nữa. Ông vua nữa. Bà là thánh giống là ông vua. Nó nói vị thằng mà, tiên xuống mà. Con khùng kìa. Bà nói thằng nào cũng ông vua hết trơn á. Ông vua ca thân không đó. Ồ, vậy hả? Chứ ai
nữa. Ô cánh đồng này nhỏ nó cũng đẹp ấy. Ô dài chị dày gì đây hả? Ô và lá gì hết phải không? Mà cây nhỏ nhỏ gì đây, con nghĩ sao gì cánh đồng này? À, theo miếng ruộng này tốt không bà? Bà nói với con tốt đâu, cái bụi lúa nhỏ xíu này bà có đâu ra? Lúc trước là bà nói lá bự, bây giờ lá nhỏ cũng không tốt đâu bà. Lá nhỏ bà nó dày quá nó bị đẻn rồi. Lá bự thì nó không tốt phải. Cái lá tương đối rồi chưa, lá gì đó. Con này nó tệ quá rồi, cho phân thêm. Ai biết nghe lời bà, tiếp lại bà kìa. Ứng sao? Lại bà lấy gì ăn? Cái này gì đây, nó bơm nước lên. Cái này gắn cho thêm mớ phân đây à, phân cứng cây đó. Lúa này, lúa này thiếu phân đó bà. Bà nói với con nó xả lúa nhiều quá. À, giờ nó thành mạ thôi kìa. Ồ quá dày ha. Ồ quá dày rồi, chú ở nhà bà có rồi. Đâu gầm của bà đó. Ngoan rồi, bà nói với con bây giờ nhà mạ không cho lúa đâu, không lo. Bà mạ không mà lúa đâu. Rồi, chú chín luôn là bà. Hả? Chú chín cây luôn nè. Ồ, chú có mấy cặp mẹ vô đi. À, thôi của người ta mà đâu bẻ làm chi. Của ta là cái bẻ đó, của bà đó. Chín luôn nè. Để giờ trái cho bà đi. Ba không bà? Rồi, hai trái được rồi. Ở đây nè. Chút mà ngồi, 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 cho bà không trái nữa. Rồi, bà nữa ha. Bé bỏ nãy từ kia rồi, nãy cao kìa. Trời, trái nào cũng nứt cả hết trơn nè. Ôi, chú của bà không có. Rồi, được bà. Rồi, như để năng thì nứt nở hết trơn nè. Bà không nó cái nứt rồi của bà nứt nở vậy đâu ra chút xíu sẽ cánh đồng nhiều rồi chiều nay ở ngoài này quay lại đi 3-4 giờ về chắc nè nó chạy được cánh đầu bà chỗ bà chạy nè. Bà thường thường đi ra đây hả bà? Đi ra bấm sợi con đầu xuống bên kia kìa. Nước lâu quá. Bà đang làm các nước ở tủ sắt của bà. Hồi trước bà đi học tủ sắt biết không? Bà cũng thủ đây chơi nữa. Lúc nào đi học bà được tủ sắt cho bà không? Cô bà nó chứ ai ở gạt đầu đâu. Bà nói với con xài của bà nè, bông xài của bà nè, không là bó chổi cho con xài đó con biết chưa? Ồ. Ờ xài này bà cho ra đời nè, cái mặt mặt đây nè con biết không? Là bà cho ra đời xong đó. Cái đó là bà. Là cái mang xài. Cái bông này là người ta làm ấy hả bà? Có nghĩa là bà con biết không? Đậu gầm của bà làm gì rồi quay cảnh đi nè. Xài này lên là có bông đấy là bó chổi cho con đó. Bà đứng đây qua cảnh chốt. Vậy là lấy cảnh không à? Lấy cảnh chút xíu ngoan nào. Con tới cái dừa đang đi bà tới. Lấy cảnh vậy là bà gửi lên trên ngọc hoàng hả bà? Bà nói bà đây á, đâu nữa ngọc hoàng nó chứng á. Lại gì nó đi quay gì với con đó. Nó dẫn con đi quay với bà đó biết chưa? Nó dẫn cho không dẫn cho con đi được. Nó không dẫn cho con thấy bà được. Con mà muốn kêu bà là phải có nói biết chưa? Dạ. Như có một hoàng đồ mới quay bà được không à? Thì có nói nó điều con đi đó mà. Chứ nó không ai được bà hả? Ừ, đúng rồi Duy, chứ bây giờ con biết bà ở đâu con tìm. Con chỉ coi biết chứ. Ngọc Hoàng là vua ông tí giờ. Ôi trời. Cũng như những người khác đã đến quay bà đó cũng được gì bình thường hả bà? Có ai quay đâu, có con quay ai quay đâu, bà cho ai quay. Ông vua có cho ai quay nữa đâu, con ơn con đó. Cái này là tại vì ông vua không cho quay hả bà? Là ông vua có ưa đứa nào đâu cho quay, chỉ Ngọc Hoàng nó kêu con thôi rồi. Ngọc Hoàng đóng vua chứ ai nữa, nói hoài. Đó, em ông vua. Tại vì con không hiểu, con mới hỏi. Không hiểu cái gì, con không hiểu hoài hết trơn nha. Con nói gọi quên rồi à? Dạ, tới đằng kia bà ngồi nữa chút nghe, nó đang bơm nước vô đó. Tầm cuộn này tốt quá hả bà? Bà nói lên từ 4 phân 2 gan rồi nó có lúa ăn mà, lên thấp quá lúa ở đâu. Con nãy mạ không rồi. Dắt bên đó là sen đó bà. Sen đó, bà nói đầm sen của bà đó, mà nó làm với sen thùi đang thích vậy đó, nó có thờ bà đâu.
Bà nói lại bà ghi làm sen đem thùi vậy. Sen này tại người ta trồng ta bán ngó đâu bà. Bà không ưa. Đem bà đi bán. Sen là bà đi bán à. Sen là bà đi bán à. Cùng dò bà là sen chứ gì nữa. Mà nó đem bán thân bà là sen mà nó đem đi bán. Cho nên bông sen giờ màu trắng không thấy không là ông vua đó. Sao bà nói nhiều cái bí ẩn quá bà. Nó cái gì? Ê, Quang Âm lắp bằng bông sen chứ bằng cùi sen cái gì nữa. Này cha lắp bằng cùi sen. Vậy cho bà đẻ ra nên cho ai nữa. Ý là bà nói không hiểu là tại sao không hiểu cho ông vua không đó. Mà lắp bà bằng lá sen thì không hiểu kìa. Bà nói là cái đó là măng sen, củ sen là bà. Nó đem đi bán ngoài chợ á. Bà con gì mà hỏi nó có đúng không? Đem củ sen ra chợ nó bán luôn. Củ sen ngó sen đâu bà. Ngó sen với dưới à, là tay chân đó. Củ búp sen nữa. Mệt quá bà ngồi chút ra ngoài kia chút ngồi à. Bà không ưa bông sen nhưng mà trắng tươi con thấy không? Trắng tươi rồi, hết đỏ luôn rồi, hết màu mè trơn rồi, rồi về nhà ăn rồi còn đồ ăn. Ăn bí đao đợi một bữa rồi dục làm gì? Ăn cái mới làm gì ăn hết rồi, vừa xịu qua xịu lại rồi. Gì đâu vậy? Bà đi quay phim ngoài ruộng. Chút xíu bà vô, bà tới đây là nghỉ rồi, con vô đi chút bà vô theo. Giỏ giọt đó sao à, giỏ giọt rồi đó bà đi thò quyết là bà luôn đó, con thò là cũng là bà. Con tôm, con mực cũng bà luôn, con cá cũng bà. Con heo, con gà nhìn cũng bà luôn, 12 con giáp là bà. Ô, ngồi ngay cây này được rồi nha. Cây này ra cái hầm nè. Cây này giờ chỗ của tao mới thành cái gì? Cái đèn, cái đèn băng sông á. À, ngon 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 nè, ngồi đây nghỉ đi. Bà nói với con là đèn mang xong là bà. Bà cho đèn mang xong cả đời rồi, lập lại đời rồi đó, có hay chưa? Đèn mang xong là bà, gọi chưa bà kiếm ghế bà ngồi coi nè, chút xíu ra ngoài đồng ruộng ngoài đồng chuối đó về nha. Quay cảnh tiếp tục bà, nào. Theo bà đi này nè, rồi người ta không biết bà nhiều đó bà. Không lẽ sao? Bà làm nhiệm vụ gì hoài sao bà? Bà nói là bà nó còn tháng nữa vui vậy. Còn tháng nữa hả? Tháng nữa là vua, ông vua về xuất hiện. Cũng trông dữ lắm đấy bà. Mà ông vua hả? Ông vua xuất hiện đó cháu biết không? Ông vua xuất hiện cháu biết vua không? Đúng, tôi thấy. Mày cháu biết không? Bà nói là ông vua xuất hiện lúc có con. Dạ. Lúc ông vua về có mặt con, nhưng mà coi chừng mấy đứa đàn bà thông chừng nó không có đó. Tại vì con thì tiếp tục với bà, còn mấy đứa dân dân đàn bà nó kìa, cò kìa. Nó không tới sao nó gặp được. Cò kìa. À, cò trắng là bà. À, lúc mà ông vua hạ thế là có cái gì ông vua bà đẻ ra hạ hoài. Dạ, chứ không phải mà ở trên này xuống ta. À, trời ơi, thì ngày trước bà với ông vua trên đó, ông vua là tiên, bà thiên đẻ ông vua ra tiên trên đó. Rồi bà xuống đây, bà nhỏ lại đẻ ông vua ra, rồi ông vua mới đẻ bà chúa bà vua ra nữa. Đó, ký vô giùm bà đi, bà mệt rồi. À, con đi ra ngoài kia kìa. Con đi ra cánh đồng cho ông cò đi rồi bà ra. Nhưng mà nắng đó bà ngồi đi, đừng ngồi đi. Con lại đi kia ngồi mặt chút đi chỗ này nè, chỗ này có chỗ ngồi luôn tại đâu. Ta tắt đài chút đi, bà được nghỉ ngơi, nói nhiều quá bà mệt. Bà mệt rồi. Bà ngồi nghỉ ngơi chút, bà ăn trái chuối rồi. Ăn chuối đâu bà? Con ăn trái đi, bà cho con ăn đó. Nó lúa ở đây làm sao có bông kìa, nó biểu con dặm, con không dặm đó. Chỗ này có lúa dặm đi, này đang dặm đâu bà. Có nghĩa làm cho nước lên ăn lúa, cái lúa này mọc lên. Có dặm lúa không đó, ngày xưa bà cấy đó con thấy không, đó đồng cấy của bà. Con cũng trông cho ông vua xuống, trông vua ra mặt. Bà nói với con trăm cái gì, quần chúng nhân dân nó không chịu lại bà. Nếu lại thì ông vua về liền. Không lẽ quần chúng nhân dân mà không lại, mà không lẽ ông vua không về sao? Bà nói ông vua về nhưng mà ông vua dặn không cho quần chúng thay gặp mặt. Yeah. Ông vua dặn ông vua chở bà đi đó, chở đây đó, mà trong kia qua tin tức đó đây đó. Cái đó là ông vua chở bà mà. Thì ông vua phải về là tại vì bà đẻ ông vua ra, ông vua phải về gặp bà. Là cái đó trách nhiệm của ông vua về gặp bà gọi chưa, còn là trách nhiệm của ông vua dùng chúng dân là chưa có. Tại vì chúng nó không chịu gặp bà, không lại bà. Là ông vua bà chúa không ưa. Đó là gì đó. Chúng nhau lại bà đi. Rồi ông vua mới nhận. Tại bà đẻ ông vua ra chứ ông vua đâu có. Mà cứ đợi ông vua hoài. Có chưa? Để bà buộc lại coi. Tại vì con đòi con muốn gặp mặt ông vua.
con muốn hoài, con muốn hoài mà con biểu quần chúng lại đi, con quay làm gì mà không không nói quần chúng tiếng. À, con lên đại luôn á, con lên truyền thanh đi chú bộ. Dạ, à, để từ nó kiếm bàn. À, con lên đài đi. Ừ, để bà nhắn đâu nghe mà không ngộ ha. Con quay cái nó nghe à, bà nhắn bà nói gì mà nói ở đâu không biết. Ừ. Con lên truyền thanh đó. Ừ. Đây lên truyền thanh đi con. Ừ, đài Bắc Thanh là bà đó. Ừ. Sáng sớm đài Bắc Thanh là bà không đó, bà Bắc Thanh cho con không đó. Ừ. Cũng như là cũng muốn vua về xuống phàm hạ thế rồi cứu dân độ thế rồi nè bà. Thì bà cứu ra giai nữa, Quan Âm cứu giai nữa, bà đẻ Quan Âm ra nữa rồi Quan Âm thờ nhóc phải dân bà đẻ không giai nữa, hình của bà chúa hình bà đẻ ra không à, bà đẻ ông vua bà chúa ra rồi lên hình nhóc hết trơn chưa hay. Ừ. Ôm. Ừ. Nó ngồi nhà ngói là năm 91 mà hiểu không, bà ở nhà ngói chưa, năm đó nước lên lớn lắm. Thành ra lúc đó bà chồng khốm khốm chết, còn trước thời kia nữa bà chồng khốm không. Cây thơm ra đời là bà cho ra trái, hiểu không? Cây bà đằng này là bà nè. Hồi trước tràm xanh cũng bà ở đó, giờ bà đằng bự gì hết trơn mà nó không biết nói đâu cây này không? 30 năm nay rồi biết đâu. Cây này là bà đằng con Vĩnh đó. Các loại hoa lá của cây là bà tạo ra hay gì bà? Bà nói đất mau lên, cái đất lên gì cây bắt đầu cái có mưa, có nắng, có sương đồ đó cái cỏ lên là vua lúa lên. Rồi bà nhặt bông lúa bà xả rồi có nhiều nè. Giờ lúc con người mà tạo gia đó bà là ai là tạo gia bà? Bà nói Quan Âm chứ ai nữa. Quan Âm tạo gia chứ không phải bà gì nè, kêu là thiên thiên gì đó bà. Thì bà thiên thiên là đây chứ nữa, Quan Âm thiên thiên địa là đây chứ. Ngàn tay nghìn mắt đó phải không bà? Đúng rồi, ôi hàng ngàn tay hàng ngàn mắt đó bà, hàng ngàn con người ta là bà đây chứ ai nữa. Chúc bà kêu ra hàng ngàn đứa đứng ra bây giờ không ngàn đứa trái đất đầy. Bà nói muốn làm việc trái đất là bà kêu ra hàng ngàn con người ta đó, bà kêu là thân của bà không á. Thân tiên thân thánh của bà đó chưa, thân tiên cái thân thánh ra của bà là 1000 cái thân bước ra đặng làm việc cho trái đất hiện giờ nè. Ừ. Bấy lâu nay đó trái đất mới tròn được cái đây nè, lúa đồng ruộng mới nhiều được cái đây nè, cái con em càng ngày càng đông rồi, cái là tiên với thánh vẫn đi làm đó, nhưng mà bà biểu con dẫn bài đây là bà điều con đó, bà điều con tới đây dẫn bà đi nè, gọi chưa vậy bà điều không bà điều không đó, Quan Âm 1000 Quan Âm điều con đó. Ôi cò theo bà các con thấy không à, cò nó còn biết nó khôn nhất trên đời. Ừ, cò trắng phao là nói chứ. Ừ. Sao bây giờ con dốt quá bà, dốt cái gì sao con không biết gì chứ, không biết là lý do đó, trước đây là cha mẹ con lợi lại bà đi rồi bà mới dạy dỗ con thêm đó, hôm nay cho con đi quay với bà là tốt rồi, từ từ bà giải thêm cho. Sao con không được thông minh đó mà sao không thông minh được thì gặp bà từ từ bà giải thêm. Ngoan nghe lời bà đi. Sao chỗ này có cái mương gì không biết nữa. Chắc nó làm mương chỗ này cho bà ngồi ngày trước đó, mương đó. Mương bà bơi vòng vòng hết tối bà cắm câu phải không, bà chính nghiệp thằng chính nghiệp cũng giống như con vậy đó, cái bà ở trong nhà bà thiêu á, bà thiêu là bà bà ở trong chút có bà thiêu chút là bà chưa hả, bà hiện ra gì đó đặng bà làm việc á chưa, đó bà là tiên bà là thánh trên kia, rồi bà vô trong đó bà nằm một cái thứ nhất cái thai bà nằm gì bà mới nhỏ lại rồi bà mới ra đời khóc ngoan ngoan rồi bà lớn lên mới đẻ ông vua ra. Xuống đây bà mượn đùm gỗ con đó bà nuôi đứa đó bà lấy đùm ruột đó bà để qua đây bà mới xuống đây được ăn cơm với con rồi mới ra phân đó. Ngày trước bà tiên có đâu, ở trên tiên là tiên, ở trên kia thánh là thánh, xuống đây là cùng với con rồi, ăn cơm chung với con rồi còn gì nữa. Này cũng như là cũng loài người mà tu ra thành tiên thánh hay gì bà? Hồi trước Quan Âm rồi mới cho ra thân, ông cố con một thân rồi bà cố con một thân, hai người mới lấy nhau. Rồi ngày xưa bà nói trăm chứng trăm con là 50 nam, 50 nữ. Rồi bà liền đại xuống vậy đó, đứa đầu này, đứa đầu kia rồi lấy với nhau, đẻ ra. Vậy đó. Vậy là cũng là con cháu với bà không hả bà? Thì bà cho ra thân không cho ai nữa. Mày sao bây giờ nhầm người không biết nhìn bà hả bà? Thì thấy nó chưa nhìn. Thì bà sẽ nó hiện hoài dễ tay nó nhìn bà thấy, sợ thấy là bà sắc phàm thì không nhìn thấy được hả bà? Thì bà nó không mua bà, nó không tin bà. Bởi qua chết một số chết là có đó. Một số như con nói là có, nó không tin nó chết. Nó không tin nó chết rồi đi quay cảnh đó bây giờ mồ mã nhóc hết trơn, nửa đồng không đó. Hồi đó bà cho chết bà chôn giữa đồng vậy nè, thằng này thằng nọ ra giữa đồng nằm. Lúc đó cái thằng bà là nằm ở đâu bà? Bà nói thân 72 của bà hen là 72 phép thần thông đó hen, là nhiều lắm, bà cho hàng ngàn cái thân đã 72 đi ra ngoài đường luôn á. Đi kiểm tra phần này phần kia phần nọ cho nhân dân đồng bào á. Vì tiên cái thánh đi rồi là con đâu có thấy đâu. Khi ra vô thân con làm gì con đâu có biết. Con nghĩ con làm không à.
đó, như vậy đó, cho cũng nên là, cũng như là gia vô cái thân xác cũng không biết đúng không? Rồi gia vô con không biết được thằng thánh gia vô rồi dắt con đến đây gặp bà vậy đó. Ừ, vậy đó, vậy không đó, ông vua gia vô con trai nữa. Ừ, cũng như bà cái xác hiện tại giờ gần nhất là bà nằm đâu bà? Trời ơi, cái xác của bà thằng đây nè, là Quan Âm đây. Xác trước nữa kìa. Xác trước là cũng bà đấy. Nhiều thân, nhiều thân. Trời ơi, bây giờ bà nói là Quan Âm đứng tứ phương rồi, Quan Âm biển cả, Quan Âm giang sơn, rồi Quan Âm là tiên thánh, rồi Quan Âm là tiền bạc đó, là giang sơn đó. Ừ, giang sơn phải không? Là Quan Âm đó, Quan Âm gì à? Đó con biết rồi đó. Bà nhiều Quan Âm lắm, con không biết đâu rồi, tại kho bạc của bà mà Quan Âm này, Quan Âm kia, Quan Âm nọ đó, người ta đẹp nói bà này bà kia bà nọ, có ai đâu. Quan Âm tiên, Quan Âm thánh không trai, mẹ Nam Hải với mẹ Quan Âm thôi, có hai bà trai thì bà Phật tổ trai đâu, bà Phật thánh thôi, có hai bà rồi và đẻ vua ra mà đàn ông cũng bà, đàn bà cũng là bà đây chứ ai đâu. Ừ, ngộ với bà ha. Ừ, vậy chứ bây giờ không đàn ông bà, không đàn bà là bà rồi, vậy chứ các con ở đâu ra mà có đàn ông đàn bà vậy? Thì có tiền có thánh này, có mới đẻ ra đó. Quan nè, bao nhiêu đủ rồi nè, cây đó lên trên là chỗ bông đó, là gọi là cái đó là cái bông đó, ngày xưa bà cho vô cái đèn mang sông đó, con thấy không đó, trong đó đó giờ cái bông ra rồi đó. Cái đèn mang sông là dễ lắm, ồ con già khung khổ đó, chứa dầu vô để lên là bơm xịt 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 đó, là đặt lên là đèn sáng lên, gọi đèn điện hồi đó gọi đèn mang sông đó, bây giờ mới ra đèn điện đó, hiểu chưa? Ừ, đó. Lúc đó là ai chế tạo ra hay là phải ai chế thì bà không chứ ai nữa, thì quan tiên con chứ thánh là chế ra. Đúng như bà mà cái thân của bà này mình xuống và tạo ra ha, như là bà nhà kỹ sư đồ tạo được các bà kỹ sư là bà kiến trúc cũng bà. Vậy hả? Bà nào cũng bà chứ đừng hỏi hoài nữa. Ồ, bà nói bà không đó, không phải bà đâu có nhà cửa con ở bởi con dốt cũng hỏi bà, hỏi cặn kẽ cho bà trả lời cặn kẽ rồi bà vô đâu bà biết bây giờ có người điều quẻ căn con hỏi bà đặng bà nói quần chúng dân nghe đó. Hiểu bà hả bà? Ngoan rồi, đi vô trong đó một phần nữa chút xíu phải không, rồi đi đây vô tới trong kia chút nữa nào, đi qua vườn lúa bên kia là quay nào, bà nói lúa này còn em hẹp lắm, gắn cho cây đứng lên một chút nữa, cho cây phượt lên, nhưng mà giảm phân lạnh một chút cho phân chất đạm đi vô, rồi đào cho nước lên đầy đi, rồi buổi tối buổi sáng, sáng sớm liền phân ít đi cho lúa vượt lên. Cấp đó mới có bao ăn được, đừng có phân lạnh ít chút nữa, phân cứng cây nhiều. Đi vô trong đó chút nữa nào, nếu có hạt ăn giận quá nó cho con lúa lép không chịu ăn con ơi. Nếu mà con không nghe đất nghe nước nó nghe không nghe lời không có chính phủ không cái hai chữ đất nước thì lúa gạo không có, gắng chịu bà đừng kêu bà nha. Đi vô. Tôi kêu bà làm muộn hả bà? Đó, bà nói rồi, nó dạy hoài nó không nghe. Lúc này mà không nhìn bà thì sau này nó là khỏi nhìn luôn á. Đúng rồi. Từng lễ hai tuần nữa thôi không nhận đó là đất thì ký gặp rồi, chính phủ ký luôn. Tết tới vậy. Dạ, từng hai tuần tết tới còn nữa. Đúng rồi, chính xác luôn, mày sao biết hay chưa bà? Sao mày vô bà nhìn nó chồng thọ kìa, nhãn thọ đó là tết rồi đó. Ra bông rồi còn gì nữa, nó ra chậu bông rồi đó. Chậu bông đó, đó đó quay nè. Bà hỏi nhìn lịch bà cũng biết tết tới hả bà? Chứ cuối năm còn gì nữa, hồi đầu năm bà vô chùa, giờ cuối năm mà chưa được cuối năm nữa thân Phật tổ của bà ra rồi đó. Vô đó bà lên tượng đó. Cuối năm này cái đầu năm mới á, dân chúng mình có khá giả không bà? Bà nói đầu năm mới thì coi chừng nó bị nạn đó. Ngộ tại? Tại vì nó không chịu lại bà. Dù bà có thể bà cứu được không bà? Bà cứu cái nào biểu nó ra lại bà, cứu cái nào được. Cũng có người lại lấy ra bà ta lại, ngày nào đi nào tao không lại, mẹ bà Ngâm nè, rồi mẹ Đông Hải nè, mẹ Nam Hải đều lại hết. Nhưng mà gặp bà sao nó không lại? Thằng đây nó lại lại, cái thằng kia làm gì? Nó thằng kia cái ma vô đó nó chết nó chịu, bà nói rồi đó, nó nghe không nghe đâu. Đi lại bà đi, bà nói vậy đó, cái vô cũng nhiều thân quá bà ha. Bà nói bà tới 72 cái thân, mà thân này đã vua nè, sống lại thân này. Ngoan, đời lập lại có vua mới yên ổn được. Đó, rồi vua dạy cho con thêm, bà chúa bà vua dạy. Hoàng hậu Quan Âm ra đời rồi, hoàng hậu tương lai đó chưa. Bà ơi, cũng như là cái mình đi sang năm mới nè, mình dân chúng khổ là khổ là cái điều nào khổ bà? Ý khổ là thức là mùa thất thoát hay là như là được này mà nó nhớ lại là chừng lúa này không có ăn đấy, đừng nói không lên tiếng rồi, đất lên tiếng, nước lên tiếng rồi còn gì nữa. Chính phủ là bà đây, chính phủ của bà lên tiếng rồi, mà chính phủ hiện tại á ở với con nó không lại bà, nó không tin bà. Cánh đồng bên kia nó gặt hồi nào mà không có lúa chừng. Cũng như con là người phàm mắt thịt làm sao con biết được ha. Bà nói con biết hết trơn, lý do là tiên với thánh cho con biết,
nhiều khi là không cho con hiểu đó, mà để cho chúng nó hiểu mà nó không chịu hiểu. Nó vô đây quay chút xíu nữa lại chút kia bóng mát là ngon chút nữa về. À, qua bờ đất bên kia phải không? Bên kia à, đúng rồi, qua đất kia. Ô đi về đường kia được không? Được hả? Dạ bà, không được, con mắt cái kinh nè. Mấy kinh à. Ê, tới đây con ơi. Dạ, tới đây được bà. Nắng quá bà chịu nổi rồi, đừng có nắng nữa, bà mệt dạ. Vậy bà bệnh nặng. Thằng này xuống đất chịu cực khổ, bà Quan Âm cực khổ chưa? Thí Quan Âm cực khổ vô, lên đài cho bà. Có để cho bà cực khổ hoài hay sao à? Quần chúng cái gõ chưa? Bà không nói phải không? Ờ, à, gõ rồi bà ơi phải không à? Dễ quá đó bà. À, nó nói nó nghe rồi. Ờ, nghe tốt rồi ha. Ờ, à, con lại ngồi xe đi bà. Cái quay nào, rồi. Bà Lan hồi bà mệt uống uống nước cà phê, bà ghét bà không uống đó. Nãy nó đem bà, ai mượn nó đem ra. Rồi. Bà qua bên đất này, bà ngồi bà tối về. Bà đi cẩn thận nha bà. Tại bà muốn đi cái cầu bà nhớ lại kỷ niệm bà. Cầu khỉ chứ gì cho ngừng. Con lên kia chờ bà nghe. À, con lên kia đi chút xíu bà tới. Ừ. Rồi, bà đi cẩn thận nha, cầu khỉ có đi nó nghe bà. Bao nhiêu năm mà bà mới đi được cái cầu này? Nhà bạn đó. Dạ. Yeah. Mà xuống mà nằm nó dễ chứ đâu nữa. Mà bây giờ gặp bà nó lại, bà lại cái lại tụi kia hoài à. Con bà đây. Ở bà gái đi. Thì nhông thì nhiều mà gắn mối thì ít. Thì nhông ngoài nó phải nhiều lắm, ngoài đột cây bông rồi, cây cao, cây này, cây kia. Ồ, nhóc luôn à. Bà làm gì bà đó bà? Chia cho nữa mớ mớ gì đó đang cho nó xà với mấy giáp tỉnh miền Tây đó mà còn trái đất cho nó ăn à. Bây giờ nó ăn no quá, ốc vàng nhiều quá đó. Cái nó quên bà luôn rồi, lúa ra đời như vậy đó bà cho ra chứ ai. Ô cái cây này nó chừng gãy nha con, kiếm nó thay cây mới đi nghe. Ừ, cái cây vĩnh vĩnh nè. Ô lâu quá chừng một bao. Ờ nó khô quá nó cũng gãy nữa nè. Cái chân té rồi. Này con thấy không? Con kiến đang biết mòn lại chân nè. Cái dưới này còn được à. Cây đây mục quá rồi nè. Ôi la cho nó thay chứ mà nó thay cây để nó, nhiều khi nó đi rồi nó cái cây này nó gãy rồi sao. Ôi về con ơi. Mệt lắm nha, bà nói với con là vậy đó. Ừ. Ngày xưa trong đồng trong ruộng là bà. Ở trồng khoai, trồng chuối, trồng da, trồng rau, trồng dừa. Trong cái cảnh đồ là bà chồng đó. Rồi cái bà ra thân á, ra thân bà cố con kiếm thân nữa. Vậy ông cố thêm thân bà bỏ ra đó cho vợ chồng nó giữ. Giờ tới khi con nhỏ này nó giữ đó. Vậy đó. Ừ. Về con ơi. Vậy hoài, nó nói đuôi hoài, nói đuôi theo có con người ta. Hồi đời chăm chứng chăm con là bà chứ ai nữa. Ừ, khổ lắm con ơi, nó hoài mà nhấn chân. Cái đó là nha. Lịch sử Lạc Quân mẹ Âu Cơ đó mấy bà. Đúng rồi. Ờ, phải rồi, Lan Quân Âu Cơ là bà đây chứ nữa. Giờ đẻ ra ông vua Âu Cơ còn nữa. Ừ, bà từ bà đó là mới có loài người mình ấy. Bà nói là gì đó, 500, 900 con cái thời đó, đó, cái chú còn nhỏ xíu nè. Bây giờ từ từ lớn lên, thì đất mọc lên chứ đâu. Mọc lên thì bà thấy thương quá, cái này ra buồn. Đó, vậy nè. À, kỷ niệm lớn bữa nay à, bà mẹ nha à, đang nhiều quá rồi bà về đến dĩa chút bà để bà dòm ngó vậy mà này nó cúng bà gì đâu con ơi, trái cây của bà không phải nó cúng bà, nói con nghe mắng cầu cũng của bà luôn. Bởi bà giận hồi sáng bẻ mấy trái nó cũng nói nó kể tùm lum. Bà nói quần chúng bây giờ bà không ưa ham ăn với bà. Cây có trái bà phải xin mới được bà. Ờ đúng
rồi, phải xin như nãy con nó cũng nó đừng bẻ đó. Ừ. Ô bởi bà không ưa nó. Bà la liền á. Nó la đó, bông nó cũng la, cái gì nó cũng la chứ, mà của bà nó la. Đất của bà, nước của bà. Mà nó la. Ừ. Giờ nó quê á nè. Ừ. Ừ, bà cố mày đây mẹ ông lại, bà sơ mày đây mẹ ông lại, mày chờ ông vui ba chúa ha, mày chờ hoài đi coi mày chết hay là bà vui chết biết hà. Ở mày chờ đi rồi. Ông lại bà này có được cái gì? Nhưng mà ông vui về là chỉ là tá điển thôi bà, chứ không phải mà nhập xác từ nhập đó lên. Nhập giờ, nhập cho con đặng con dẫn bà đi nãy giờ đây nhập ai nữa. Thì nãy giờ ông vui trong thân con rồi, dẫn bà đi đặng con quay ở phim đó. Vậy sao con biết gì chân à? Bà nói con nghe là ông vua 72 cái thanh cho một thanh vô trong thanh của con. Thanh tiên vô thanh con, thanh thánh gì đó vô đứng trong thanh con, ở trong thanh cho mình con đó. Rồi dẫn bà đi hoài hoài vô đây nè. Vô nào, chứ như không con được gặp bà sao? Đúng không nào, ký vô cái tre này ngoan. Ừ. Bà nói giờ tre gai không, tụi bay cũng gai không. Gai, chúng mày bà gai đó. Bà gai, bà gấp với bà đó. Bà nói bởi vì chúng nó là bây giờ ba gai với bà, ba gan là ông vua của bà, ba gan là ba gai đó. Ừ. Ông vua ba gan biết không, là chúng con ba gai đó. Dạ. Đâu có cho nó gọi tên ông vua đâu, ông vua Nguyễn Nguyễn Khải Quyền đó, mà nó nhận hàng ngày làm điện làm nước cho nó cũng nhận luôn, nó kêu con đó mà. Nói mày đâu nghe, đất nước nói mày không nghe. Ừ, ký vô nào, ý lại không tới đâu, nói giận đi rồi mày chết rồi, bà này chết rồi, đồng vua chết, quay ảnh vừa vô nhiều quá, vô vô ảnh hả bà, vô rồi đó, nãy giờ ký nhiều rồi trời đất, ký cho bà nhiều cũng ký cho các con, ký nhiều lắm hả bà, ký rồi nói thôi thôi các con mau mau tới đi, đây là trời đất nói đó. Dạ ông trời đất nói con mau tới gặp bà đi. Bông sen giờ trắng tươi còn màu mè gì nữa đâu, hết sức sống rồi kìa. Như bà làm việc gì hoài biết chừng nào mà hết nhiệm kỳ bà? Trời ơi trời, tổ tiên của con làm chừng nào biết hết việc, theo với con hoài dưới đây nè đó, mấy cài mấy cuốc, mấy cài mấy cuốc với con vậy nè, đặng có con ăn giọng đó. Rồi buông ra nó con không à. Ừ, lúa này nè bà cho ra đời cái nó xả không đó. Cái gì cũng có nhiệm kỳ chứ bà. À, bà nói với con bây giờ nó dị hoài, nó chết, nó gắn, nó chịu. Ai biểu lại bà? Bà bỏ nó hồi nào, lúa cái đống không lôi lại, bà ở đó mà hoài chết gắn chịu. Nói đông đồng cái làm thế này, làm cái kia, kẹt này, kẹt. Đất nước ký rồi đó. Ừ. Đất nước ký cho mình. Chở bà giờ lum hết trơn, chở rồi con này kia rồi bay nước thăm bận bao nhiêu về bà mệt quá, về chở bà về chỗ đi qua bữa nay đi tới đây rồi mời đi nữa. Ô bà mệt rồi, về nhà bà ăn uống nghỉ ngơi rồi hồi tối giờ bà thức nửa đêm, bà thức 12 giờ bà thức tới giờ thức, bà làm gì bà? Thì bà nói chuyện đất nước như vậy. Dạ. Yeah. Đâu gồng nó chậm kìa, cái ông của bà giờ ra đâu gồng luôn rồi, ông của bà là trái kia kìa. Cô giờ ra trái đầu vòng nó ăn luôn, giọng luôn, ăn thanh bà đó. Vua thì có một tháng mấy nữa là ra đời. Nó mới về chứ ra đời gì? Ra đời hồi nào tới giờ rồi? Về, về thôi hả chứ không ra. Về đây với bà nè. Về với bà mà bà mưa về, giờ. Về chỗ này bà đi chịu quá mà. Ô bà mưa đâu chịu, biết không? Có lại bà mới đi, nó lại bà sống hoài vậy đây, nó chết chắc chịu. Có lại bà lên chịu. Ai biết tới lại chứ, rồi ông vui cho nào mới thèm. Ông vua bà chú sống hoài, tao qua nhà thờ bây giờ nè. Bà tới thì được, qua nhà thờ không tới thì chết được. Đó là bông này của bà nè. Bông này của bà là ra trái kia kìa. Có thuộc tạng ở đó. Ờ, mà giờ ra trái đầu gần chúng mày ăn rồi, đưa ăn đi. Chú bà cho ra biết bao nhiêu năm càng hậm nó giờ lão hết trơn rồi kìa. Chặt một mớ trồng lợi, còn thấy không đó. Có trồng lợi xong mà lật đời lợi rồi nó cứ hay. Ừ, đến nhà của con phải rồi, đây con phải nói là chỉ cho, đến nay không có nhà cho con phải rồi.
À, bà ơi, theo con quay cái này này rồi bà biết ơi, chừng nào hết nhiệm kỳ con đi quay không bà? À, thì bây giờ con đi ra con lại quần chúng nhân dân đi. À, con mà lại cái gì? Con lại chúng đó này, đặng chúng đó lại bà. Hết cái gì? Bây giờ nó chịu lại bà thì con lại nó đi. Chịu lại bà. À, sao mà bà bắt con đi lại người ta? Ờ, à, vậy chắc bây giờ con quay cho bà vậy mà nó chịu lại bà thì coi lại nó đi cho vừa lòng nó. Con lại là mấy người kia tổn thọ lắm nghe bà. Ờ, tổn thọ mà nó chưa hay nữa à. Chờ đi, ngồi đó mày chờ đi, mày làm cố nó lại. Mày chết thì mày chết chứ chờ nó à. Bà nói ai? Bà nói ai bà? Bà nói con hay gì? Ô, bà nói quần chúng dân đó bà nói nó nghe chơi, đứa nó nghe, nghe nó đâu biết đâu, lên đài luôn còn mẹ gì nữa. Phim đất nước thì của bà. Yếu nay cái trăm năm trời nay thì nó không nghe sao, nó biết đâu. Nhiều nó gặm giật rồi, thấy không, lên đài nó gần gần gỗ gỗ, nói động với nó mô Phật. Mô Phật là chính nó mô Phật. Đi lại thì đi lại ở nhà mô Phật. Tức nhục à. Ở trời làm chết. Nó ra tới lợi con ơi, đi nhanh chút nữa con. Nhanh cho bà về mệt quá. Để bà đừng có chữ nữa. Người nào không học lại bà thì người đó sau này chịu trách nhiệm. Bà kêu biết bao lâu rồi, kêu mấy năm nay. Kêu gì cỡ đó mà còn không ai biết bà nữa. Là bó tay rồi đó bà. Đúng rồi, nó nảnh nhau, nó hè. Nó chỉ tới nó chỉ luôn, nó chửi ngược, chửi xuôi. Vợ chồng nó chửi nhau nữa. Ý là nó không tin bà đó. Đúng nó rồi. Nó không thấy bà luôn. Rồi tới giờ nó chết nó thấy à. Muộn gì, sao giờ không lại lại đi muộn gì. Sao không biết thân lại lại đi, trời nói gì đất nói gì lại, đưa tiền nó lại đi. Mua chuột nó bay đó. Sao không tới lại, ai bắt ai nạt gì đâu. Dặn nó la giúp chứ thôi. Cái này như là tự tâm ta lại đến thôi, chứ mình nói bù ta ha bà. Ít nó làm gì, nó động động quá, tự ái, động chịu lại, đối thường. Như cái tâm mình là không la có... nó giận rồi, bị bà nội bà này á. Không mua chuột được, tự tâm mình đến. Cái đàn lớn như vậy rồi đó, tuổi nó sắm sao hả, 45 năm đời rồi mà vậy đó. Tới quốc lộ rồi con ơi.